Hello cho mọi người nhé. Video này mình quay về sữa kết nối trên khung dầu. Như kết nối trên khung dầu này thì lúc đầu ban đầu mà cái người mang đến cho mình sữa thì báo với mình là nó cháy mọi người. Mình chẳng biết nó cháy kiểu gì. Đây cái nồi này. Mang cái hộp tới này. Mình nhìn qua nhìn lại chưa thấy cầu chì đâu. Như thưa cái người mang đến cho mình báo là mang đến nó khét, nó cháy bên trong á, thế là người ta xuất điện ra. Thì xong rồi người ta mang đến cho mình. Thì như mình thử là mình được biết là cái này có quạt nó không có quay. Mình cắm điện này, lên đồng hồ kẹp dòng, mình đang kẹp dòng. Sẵn đây thì có cái tủ lạnh chạy cái dòng 0,2A thôi. Mình ít quá thì mình không tính đến. Đây thì cắm điện vào thì nó sẽ có dòng. Mình vặn cái cót cho nó chạy, thời gian cho nó chạy, vặn nhiệt độ lên nó chạy thì dòng này, dòng đốt này. Và cái người khách đã có bỏ cháy thì theo mình vừa nãy mình cắm thử mình thấy nó cháy á, nghĩa là cái quạt này nó không quay. Trong khi đó điện cấp cho quạt mình đo tước hai cái dây điện cấp cho quạt, hai dây đen cấp cho điện cấp cho quạt này, thì điện cấp cho quạt là dây AC thôi, điện AC 220V nếu điện bình thường thôi. Thì mình thấy điện cấp cho quạt này là có nhưng mà quạt nó không quay. Vậy là mình bảo là mình chắc chắn là nó sẽ hư quạt này rồi. Cái quạt này là nó thổi cái gió nóng bên trong này ra để đảo cái gió nóng bên trong cái nồi trên khung dầu này. Cái thanh mai so này thì vẫn có nóng bình thường, thì vì dòng đốt, có dòng đốt rồi. Cháy ở đây có nghĩa là cháy là cái nó nóng quá, nó bốc cái hơi khói ra từ cái mai so nhiệt này thôi, từ cái mai so nhiệt này đó, chưa phải cháy cái gì cả. Như vừa này mình cắm thử một tí thì mình thấy khói nó bốc ra từ đó, thì nó nóng quá, thì do nóng nó không đảo được từ cái quạt này mọi người. Ok, thì mình cách sửa của mình là mình chưa có bộ thay quạt nhá. Đối với video này thì mình thấy cái quạt này nó giống như cái quạt trong cái nhiều quạt mình đã sửa rồi, là mình thấy nó hay đứt cầu chì, nên là tiện đây thì mình thử xem có hay đứt cầu chì không. Mình sẽ bóc, mình kéo, mình cắt nhẹ cái này ra này, mình vừa cắt xong rồi mình thấy đây có cầu chì này, cái này mình nhẹ thôi, nó hay đứt dây lắm. Đây không biết con này có cầu chì không nhưng mình nghĩ là nó sẽ có đấy. Cắt kéo nó ra luôn. Cái này thì mình cắt cẩn thận, đừng có để cắt vào cái dây đồng này, dây đồng này nhỏ nó khó nối lắm. Để có được mọi người, có cầu chì này. Con này con cầu chì. Ô, cắt đứt dây đồng này. Thôi không sao. Thì cái con này sẽ là con cầu chì, thông qua bên này qua bên này. Mình dùng đồng hồ mình đo luôn sẵn đây. Và chuyển về thang đo thông mạch nhé. Đo thông mạch ở hai chân cầu chì này. Này mọi người, không có thông này. Cái cầu chì thì chết rồi. Cái này chỉ còn một cách là mình hàn cái thôi. Thì dây nhôm mọi người, dây nhôm nó hơi khó hàn. Lấy cái nhám cái gì trà cái này cho nó sạch đẹp. Thôi nhờ lắp lại như vậy nha. Trà này. Cho nó cái này nó tí trà xung quanh một đường cành trà cho nó bay. Để cái này nó bám chặt vào đấy một tí. Nó ốp vào nó sát thì nó mới chặn nhiệt được. Bây giờ mình hàn này. Cái này thì hơi khó lắm mọi người. Cái dây nhôm này hàn khó lắm. Nên là lúc mình cắt mình đâu có muốn cắt vào cái sợi đâu. Nó khó hàn lắm.
hàn xong rồi đó. Chỉ đút lại cái ghen này. Mình cắm thử lên quạt nó chạy không này nhé. Quạt công tắc này. Chạy mọi người. Cái dòng quạt chạy đấy. Đó, vậy nó đứt cầu chì quạt. Thì cái này mình thấy hay gặp, nó hay đứt cầu chì lắm. Mình chưa sử cái nồi này bao giờ, nhưng mà cái quạt này tương tự như cái nồi khác hay đứt như vậy. Tiếp theo là xử lý cái này thì mình nghĩ thì mình chỉ lấy 5.2 mình dán lại cũng được. Ok, như vậy là được các mọi người. Cái này cũng đã lắp lại, mình không quay nữa. Mình quay cách mình xử lý cái này thôi. Cái quạt này thấy hay bị lắm này. Rồi, cảm ơn mọi người xem video nhé, chào mọi người.